Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, thống kê cho thấy hiện có nhiều điều kiện kinh doanh đang can thiệp quá sâu vào hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Chính vì vậy, để bắt nhịp với lộ trình cắt giảm điều kiện kinh doanh của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã công bố sẽ cắt giảm khoảng 350 trên 570 điều kiện kinh doanh mà Bộ đã quản lý, chiếm 61%. Cụ thể thì quyết định 767 của Bộ Giao thông Vận tải về công bố các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải như thổi một làn gió mới trong hoạt động của doanh nghiệp. Sau khi trải qua một thời gian dài chịu đựng những quy định bất cập trong Nghị định 86 năm 2014, nhiều chuyên gia cho rằng cách thức rà soát cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ Giao thông Vận tải vẫn chưa thực sự quyết liệt, vẫn chỉ mang tính kỹ thuật, nặng về cơ học, tức là rà soát theo tinh thần cái gì chưa rõ thì bãi bỏ. Tuy nhiên, việc Bộ Giao thông Vận tải đã có một quyết định mới công bố về phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh đã là một việc làm đáng ghi nhận trong bối cảnh nhiều bộ ngành khác vẫn đang còn chậm trễ. Chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này với chủ đề Phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh lĩnh vực giao thông vận tải, làn gió mới cho doanh nghiệp sẽ tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong một thời gian khá dài thì các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, đặc biệt là trong lĩnh vực đường bộ, đối tượng chịu tác động chính của Nghị định số 86 năm 2014 đã phải chịu rất nhiều khổ sở bởi những quy định và điều kiện kinh doanh vô lý. Những điều kiện kinh doanh vận tải được quy định tại Nghị định 86 năm 2014 được ban hành vào ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ. Nếu thực hiện đầy đủ sẽ rất khó khăn, thậm chí là thừa, bất cập và dẫm chân lên những quy định pháp luật khác. Mời quý vị nhìn lại những nỗi khổ mà doanh nghiệp vận tải đã trải qua. Ghi nhận cho thấy, mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố đã có nhiều hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi thông qua việc cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp vận tải. Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện, Nghị định 86 năm 2014 đã bộc lộ nhiều bất cập, không phù hợp với thực tế, thậm chí còn trói buộc, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp. Có thể lấy những ví dụ cụ thể như sau. Theo quy định của Nghị định 86, từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa sử dụng đầu kéo rơ móc, sơ mi rơ móc, xe ô tô vận tải hàng hóa trên hành trình có cự ly từ 300 km trở lên, phải có số lượng phương tiện tối thiểu. Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại thành phố trực thuộc trung ương, từ 10 xe trở lên. Đối với đơn vị có trụ sở đặt tại các địa phương còn lại, quy định từ 5 xe trở lên. Riêng đơn vị có trụ sở đặt tại huyện nghèo theo quy định của Chính phủ thì từ 3 xe trở lên. Như vậy, nếu doanh nghiệp vận tải có dưới 5 phương tiện vận tải hàng hóa, theo quy định thì không được vận chuyển hàng hóa có cự ly từ 300 km trở lên. Đây là một điều vô lý, bởi nếu doanh nghiệp có phương tiện vận tải tốt, có đơn hàng vận chuyển hàng hóa thì họ có quyền vận chuyển hàng hóa đến địa điểm nào theo yêu cầu của khách hàng, chứ không thể bắt buộc họ chỉ được vận chuyển hàng hóa có cự ly dưới 300 km. Ngoài ra, còn nhiều quy định khác, như khi kinh doanh vận tải phải có đủ số lượng phương tiện theo phương án kinh doanh đã được duyệt. Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí đủ số lượng lái xe theo phương án kinh doanh cũng tạo ra nhiều bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp vận tải. Bởi lẽ, theo phương án kinh doanh, doanh nghiệp có 20 phương tiện. Nhưng trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp có thể thanh lý một số phương tiện hoặc mua thêm phương tiện mới. Rồi lại có những điều kiện kinh doanh vô lý theo kiểu, cái gì không làm được thì cấm, cũng khiến doanh nghiệp bức xúc. Doanh nghiệp đáng nhẽ người ta sản xuất cái gì và sản xuất như thế nào, sản xuất với sản lượng bao nhiêu thì đáng nhẽ phải là quyết định của thị trường của doanh nghiệp thì không. Người ta yêu cầu là để kinh doanh taxi phải có 10 xe hay 50 xe trở lên, đúng không? Kinh doanh vận tải chỉ được 5 hình thức, vận tải hợp đồng, vận tải hành khách, vận tải xe buýt, xe taxi, ta gọi là truyền thống. Tất cả những cái thứ khác mà không rơi vào trong năm cái thứ đó thì người ta gọi là dù, và người ta gọi là kinh doanh vi phạm pháp luật. Và tôi hỏi tại cái hôm mà thẩm định cái nghị đấy thì tôi hỏi thế này: thế bây giờ cái xe mà có đưa một số gia đình mà tổ chức đưa đón học sinh đi học ở cái xe mà buổi sáng, nó không phải hợp đồng, nó không phải xe buýt, nó không phải là một cái xe taxi, thì kinh doanh cái gì thì họ giải thích. Nếu như nhìn vào đây thì các anh chị sau này phải xin giấy phép kinh doanh xe buýt. Có nghĩa rằng là cái xe sắp tới mà vì họ không thấy có chắc kia, họ chỉ có xe buýt, xe taxi,
Thế chính vì vậy mà anh chị hình dung nha, cái xe tôi gọi là cái xe đi ca thì họ nói là xe dù bến khóc, và như vậy cái đó cần phải loại bỏ. Vì sao? Vì nó không nằm trong cái phương thức kinh doanh mà cơ quan nhà nước quy định là anh chỉ được kinh doanh như vậy. Bên cạnh đó, Nghị định 86 cũng quy định đơn vị kinh doanh vận tải phải bố trí đủ số lượng lái xe theo phương án kinh doanh cũng đang gây khó khăn cho doanh nghiệp. Ví dụ, một doanh nghiệp có 100 phương tiện vận tải, nhưng không phải lúc nào cũng hoạt động 100% công suất. Do có những lúc không có hàng hóa vận chuyển hoặc xe bị hư hỏng phải sửa chữa. Nhưng nếu thực hiện theo quy định trên, thì lúc nào doanh nghiệp cũng phải có đủ 100 lái xe, và những lúc phương tiện không hoạt động, doanh nghiệp cũng vẫn phải trả lương cho các tài xế. Như vậy sẽ rất thiệt thòi cho doanh nghiệp. Còn nếu không đủ số lượng xe thì phải chịu phạt nếu bị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra phát hiện. Rồi lại có điều kiện kinh doanh không thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông Vận tải mà thuộc các bộ khác. Chẳng hạn, đồng hồ taxi thì thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Tần số thì thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ Giao thông Vận tải lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, chuyên gia và có ý kiến với các bộ liên quan. Hay có những doanh nghiệp bỏ ra hàng trăm tỷ đồng mua ô tô nhưng rồi đắp chiếu để chờ đăng ký kinh doanh, đăng ký và được chấp thuận tuyến mới được hoạt động. Hay như chu kỳ kiểm định xe cơ giới 6 tháng một lần khiến doanh nghiệp tốn thêm nhiều thời gian và chi phí. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải niêm yết giá cước, đăng ký giá và được quản lý chặt chẽ của địa phương, nhưng mỗi năm vẫn phải kiểm định đồng hồ tính cước một lần. Và đến những quy định về nhân sự, về con người trong lĩnh vực này cũng là điều khiến không ít doanh nghiệp cảm thấy bị trói buộc. Theo tôi, nhà nước hiện nay đang can thiệp quá sâu vào thị trường. Quá sâu vào thị trường, và thậm chí sự can thiệp này còn cướp đi cả cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp. Tôi lấy ví dụ, rất nhiều những cái dịch vụ đào tạo mà nhà nước này phải độc quyền đứng ra tổ chức. Tôi lấy ví dụ, đào tạo lái xe taxi, tại sao Sở Giao thông Vận tải phải làm cái đấy? Tôi không hiểu. Đào tạo về vệ sinh an toàn thực phẩm, tại sao nhà nước lại cướp đi một cơ hội kinh doanh của người dân? Thế nhà người dân không ai có thể đào tạo được cái dịch vụ đấy à? Thế nhà chỉ có Sở Y tế mới có thẩm quyền hoặc có năng lực hoặc có lòng tin đối với xã hội để tổ chức. Và chính tôi đã trao đổi với đào tạo lái xe taxi, hiệp hội nói nộp 2-3 triệu thì đó đúng không? Đào tạo cho lái xe, gọi là cấp cái chứng chỉ đào tạo về tập huấn cho lái xe taxi, thì các hiệp hội nói rằng là họ phải về đào tạo lại theo cái nhu cầu và chuẩn mực kinh doanh của cái hãng đó, nó cao hơn rất nhiều. Thế nhưng mà họ trở lên, nhưng không có thì lại rủi ro, mà có thì là lãi. Rõ ràng, doanh nghiệp ngành vận tải đang rất cần một cuộc cải tổ thực sự để có thể yên tâm hoạt động kinh doanh mà không lo đi đến đâu cũng gặp rào chắn. Từ cuối tháng 3 năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải đã công bố tổng số điều kiện kinh doanh dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa là 352 trên 570 điều kiện kinh doanh, đạt tỷ lệ 61,75%. Tuy nhiên, động thái mới nhất là việc quyết định 767 về việc công bố các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, như thổi một làn gió mới cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau một thời gian dài chịu đựng những quy định bất cập trong Nghị định 86. Ngành giao thông vận tải có 570 điều kiện với 28 ngành nghề được quy định tại 5 luật chuyên ngành với 20 nghị định chi tiết các điều kiện hướng dẫn thực hiện. Trong số 570 điều kiện kinh doanh về lĩnh vực giao thông vận tải mà Bộ đang quản lý, Bộ dự kiến tổng số điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa lần này là 352 điều kiện, đạt tỷ lệ 61,75%. Cụ thể, trong lĩnh vực đường thủy nội địa, cắt giảm, đơn giản hóa 37 trên 49 điều kiện cụ thể, đạt 75,51%. Lĩnh vực hàng không cắt giảm, đơn giản hóa 53 trên 78 điều kiện cụ thể, đạt 67,95%. Lĩnh vực đường bộ cắt giảm, đơn giản hóa 83 trên 127 điều kiện cụ thể, đạt 66,35%. Lĩnh vực đường sắt cắt giảm, đơn giản hóa 17 trên 26 điều kiện cụ thể, đạt 65,38%. Lĩnh vực hàng hải cắt giảm, đơn giản hóa 109 trên 189 điều kiện cụ thể, đạt 57,67%. Lĩnh vực đăng kiểm cơ giới đường bộ cắt giảm, đơn giản hóa 38 trên 70 điều kiện cụ thể, đạt 54,28%.
lĩnh vực đa phương thức và vận tải hàng nguy hiểm, cắt giảm, đơn giản hóa 15 trên 31 điều kiện cụ thể, đạt 48,39%. Trải qua một thời gian chịu đựng những quy định bất cập trong Nghị định 86, Quyết định 767 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải như thổi một làn gió mới cho hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó, tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đường bộ đến 68,5% so với quy định hiện hành. Trong đó, sẽ cắt bỏ những điều kiện quy định không phù hợp và trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp, như quyết định quy mô của doanh nghiệp, như hướng tới bỏ quy định về người điều hành doanh nghiệp vận tải phải có thời gian công tác liên tục tại đơn vị vận tải từ 3 năm trở lên, quy định khi kinh doanh vận tải phải có đủ số lượng phương tiện theo phương án kinh doanh được phê duyệt. Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải, hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi phải đăng ký và thực hiện tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, vân vân. Đưa những điều kiện này mà trước kia là điều kiện cho ông ẩn đi bằng cái câu từ mà lại đưa vào cái là ông quản lý này, ông làm cái quản lý kia vân vân, thì cái đấy cũng là một cái nằm trong giả soát. Và các ông chị không được đưa những phần này kia vào những tiêu chuẩn của ngành để anh đặt ra điều kiện anh lại đi kiểm tra kiểm soát cái phần đó lại thêm một cái thủ tục, thì hướng là sẽ không có cái chuyện như thế. Và cái này cũng rất quan trọng, phải là lại có tham vấn với lại các cộng đồng doanh nghiệp và những cái người mà người ta sử dụng các cái luật pháp, các cái quy định này để trong kinh doanh cho nó có tương tác. Tôi hy vọng là sau khi cái rà soát chủ động cộng với lại các ý kiến của VCCI cũng như là của cộng đồng doanh nghiệp thì nó sẽ tác động tích cực là nó đi vào thực tế. Hiện nay thì nói là đa số các bộ mà nói cũng khá tích cực. Mà phải tuyên truyền, phải khen ngợi ông Bộ trưởng Bộ Công Thương. Tức là các bộ chạy một vòng thì chưa hết, thì ông này chạy nhanh, chạy vòng 2 rồi. Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải cũng là hai bộ. Tuy rằng chưa có cái nghị định đã ban hành, nhưng cái nội dung của họ kiến nghị thay đổi phải rất là thực chất. Và số lượng bãi bỏ cũng vượt chỉ tiêu đề ra. Rõ ràng, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, cắt giảm các điều kiện kinh doanh, nếu làm tốt, sẽ tạo ra dư địa cho tăng trưởng của đất nước. Đó là ý kiến đã được Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề cập đến trong buổi kiểm tra các bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh. Rõ ràng, nhiệm vụ cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh đang được Chính phủ quan tâm và chỉ đạo thực hiện rốt ráo hơn bao giờ hết. Hy vọng sau quyết định mang tính lịch sử của Bộ Công Thương, giờ đến Bộ Giao thông Vận tải, và hy vọng các bộ khác sớm vào cuộc thật mạnh mẽ để công cuộc cắt giảm điều kiện kinh doanh sẽ theo đúng lộ trình mà Chính phủ đã đề ra. Năm 2018, cắt giảm được 50% điều kiện kinh doanh. Các bộ tự ban hành, tự rà soát, tự sửa đổi. Và với cách đó thì thông thường là nó cứ dài ra, nó nhiều lên chứ nó không ngắn lại. Và chúng ta sẽ phải làm thế nào đó để quy trình về thực hiện những cái quy định pháp luật đó nó phải minh bạch, nó phải rõ ràng, những thủ tục minh bạch và rõ ràng, thì cái chúng ta càng minh bạch đến đâu thì cái khả năng mà giảm những cái chi phí không chính thức nó sẽ càng được tăng đến đấy. Đúng là thực tế thời gian vừa rồi thì cái chất lượng của điều kiện kinh doanh chưa phù hợp, còn gây khó khăn, còn gây phiền hà trong quá trình thực hiện, còn là không gian rộng cho hoạt động nhũng nhiễu của cán bộ thực thi, cán bộ nhà nước đối với doanh nghiệp, thì điều đấy là thực tế và Chính phủ đã nhận rõ điều này. Chính vì vậy mà trong hơn một năm vừa rồi thì đã có những thay đổi rất lớn, chẳng hạn như toàn bộ điều kiện kinh doanh trước đây vốn chất lượng chưa cao, quy định ở hàng ngàn thông tư, thì hiện nay đã được bãi bỏ và nâng cấp lên thành 50 nghị định về điều kiện kinh doanh. Quá trình soạn thảo các quy định pháp luật từ luật, nghị định của Chính phủ vừa rồi thì cái việc rà soát, cái việc đánh giá, cái việc phân tích các điều kiện kinh doanh, tôi đánh giá rằng là cũng được tiến hành một cách rất là cẩn trọng và rất là kỹ lưỡng. Tất nhiên thì không phải bộ ngành nào cũng đi nhanh,
Nhưng mà chúng ta đã thấy những cái tín hiệu để có thể tin tưởng rằng là đây là một tiến trình mà chắc là không bộ ngành nào có thể đứng ngoài. Cho đến nay thì chúng ta chưa được đánh giá cao về cái chất lượng thể chế, cái chất lượng của các cái thủ tục hành chính. Việt Nam mới đang được thế giới đánh giá cao ở cái sự ổn định về chính trị xã hội, ở cái quy mô của thị trường và ở cái chi phí lao động thấp, chứ chúng ta chưa được đánh giá cao ở cái chất lượng thể chế và cái chất lượng của thủ tục hành chính. Và chính vì vậy cho nên cái yêu cầu quan trọng nhất để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và minh bạch cho các doanh nghiệp vẫn là cái tiếp tục rà soát, sửa đổi các cái quy định pháp luật liên quan đến đầu tư kinh doanh. Tiếp theo đó chúng ta phải kiểm soát lại những cái luật mới ban hành, rồi những nghị định mới ban hành. Có rất nhiều người, có thể có rất nhiều nghị định mới ban hành nó lại đẻ thêm các cái quy định về điều kiện kinh doanh, cho nên cần một sự giám sát rất là mạnh mẽ, rất là chặt chẽ để cho nó không mọc thêm, mà mọc thêm chỉ là những thứ thực sự cần thiết, nó phải lý giải được cái mục tiêu chính sách mà nó bảo vệ. Phần cuối của chương trình như thường lệ mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, anh Trần Văn Long có địa chỉ email tại longtrần@gmail.com có gửi thư về chương trình và hỏi: doanh nghiệp của bố tôi hiện tại là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Bây giờ bố tôi muốn chuyển nhượng một phần góp vốn cho chú của tôi là em trai của bố và muốn chuyển đổi sang công ty cổ phần. Vậy cho tôi hỏi, với trường hợp như trên thì bố tôi cần phải làm những thủ tục gì và mong chuyên mục giải đáp giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn. Mời luật sư trả lời. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Căn cứ theo quy định tại Điều 196 Luật Doanh nghiệp năm 2014, thì chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần sẽ theo phương thức sau đây. Một là chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Hai là chuyển đổi thành công ty cổ phần nhưng huy động thêm vốn góp của các tổ chức cá nhân khác. Ba là chuyển đổi thành công ty cổ phần mà chào bán toàn bộ hoặc một phần vốn góp cho các cá nhân hoặc tổ chức khác, hoặc là cả ba phương thức trên. Công ty sẽ phải đăng ký việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần, gửi lên cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển đổi hợp lệ, cơ quan đăng ký doanh nghiệp sẽ cấp lại giấy đăng ký doanh nghiệp theo cái loại hình mới là công ty cổ phần cho công ty của bố bạn. Việc chuyển công ty chuyển đổi thì đương nhiên sẽ phải kế thừa lại toàn bộ các cái quyền và nghĩa vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn trước đây, và sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản như là khoản nợ đối với các chủ nợ, các khoản thuế, các khoản lương, chi phí về bảo hiểm, về y tế đối với người lao động, vân vân. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại khoản 1 điều 34 của luật doanh nghiệp, đồng thời sẽ cập nhật cái tình trạng pháp lý của công ty của bố bạn lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký chuyển đổi thì được hướng dẫn tại khoản 4 điều 25 nghị định 78/2015 NĐ-CP. Căn cứ vào quy định pháp luật nêu trên, đối chiếu lại với cái câu hỏi bạn vừa đưa ra, thì trong trường hợp này bố của bạn sẽ phải ký một cái hợp đồng chuyển nhượng một phần vốn góp của bố bạn cho chú bạn, sau đó thì cùng với đó thì sẽ là cái toàn bộ hồ sơ như tôi vừa công bố. Và khi làm thủ tục chuyển đổi thì như tôi cũng đã nói, bạn có thể gửi hồ sơ online. Sau đó khi mà có cái xác nhận hồ sơ của bạn đã hợp lệ thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi lại thông tin và sẽ mời bạn lên để nhận giấy đăng ký kinh doanh. Và khi nào bạn lên phòng đăng ký kinh doanh thì bạn mới phải nộp hồ sơ là bản gốc.
Cảm ơn luật sư. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và đừng quên, chương trình luật sư doanh nghiệp sẽ được phát sóng vào khung giờ mới 21 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.